Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng 25 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội thay đổi kế hoạch hoãn tiến hành luận tội với Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch FLC và 49 đồng phạm. Thay vào đó, Hội đồng xét xử cho quay lại phần xét hỏi để viện kiểm sát làm rõ phần khắc phục hậu quả vụ án, ghi nhận tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Theo đó, viện kiểm sát hỏi bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC, đến hôm nay bị cáo đã nộp khắc phục được bao nhiêu tiền. Nội dung này ông Quyết cho hay đã nộp khoảng 240 tỷ đồng. Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội hỏi thêm, vậy phương hướng tiếp theo sẽ khắc phục như thế nào? Ông Trịnh Văn Quyết trả lời, từ khi bị bắt bị tạm giam tại trại giam T-16 Bộ Công an với tội thao túng thị trường chứng khoán. Ông được các điều tra viên, viện kiểm sát lấy lời khai. Thông qua việc này, ông biết mình phải khắc phục khoản tiền hơn 700 tỷ đồng. Theo ông Quyết, thời điểm đó, ông đã trao đổi với cơ quan điều tra sẽ trả khoản tiền này bằng cách bán hãng hàng không tâm huyết Bamboo. Dự kiến việc bán này vừa đủ khắc phục. Trịnh Văn Quyết khai, Đến nay, người mua mới trả khoảng 200 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của C01 Bộ Công an, còn 500 tỷ đồng thiếu, người mua cũng cam kết chuyển vào tài khoản của C01. Như vậy thiệt hại trong hành vi thao túng chứng khoán đã được khắc phục. Cựu chủ tịch FLC tiếp lời, đến tháng 8 năm 2022 bị cảnh sát khởi tố thêm hành vi lừa đảo liên quan cổ phiếu ROS với số tiền cần bồi thường 3.600 tỷ đồng. Sau khi suy nghĩ ông Quyết khẳng định sẽ bán toàn bộ tài sản tích lũy 20 năm của tôi để khắc phục hậu quả. Số này bao gồm 30% cổ phần tại tập đoàn FLC cùng các tài sản cá nhân khác, trị giá khoảng 4.800 đến 5.000 tỷ đồng, với tổng tài sản của FLC lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Và đây là nói khiêm tốn theo giá trị thực, không phải giá trị trên sàn giao dịch. Theo ông Quyết, FLC là tập đoàn lớn, sở hữu từ 5 đến 6.000 phòng khách sạn 5 sao, cùng nhiều tài sản giá trị lớn khác. Trịnh Văn Quyết khẳng định, FLC phải có giá hàng tỷ đô la Mỹ và tôi sở hữu hơn 30% cổ phần, nên khi bán đi sẽ đủ để khắc phục hậu quả. Bị cáo này xin hội đồng xét xử tạo điều kiện cho bản thân cùng các luật sư của mình làm việc, bán tài sản để trả tiền cho các nhà đầu tư ở cả hai hành vi là thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chủ tọa đặt câu hỏi, các tài sản của bị cáo có đang thế chấp tại đâu không? Trịnh Văn quyết đáp, có tài sản thế chấp, có tài sản không? Trước diễn biến trên, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, để ghi nhận đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, cần lùi thời gian luận tội, Chủ tọa đồng ý việc này. Tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến thao túng thị trường chứng khoán, các luật sư tiếp tục thẩm vấn 50 bị cáo, trong đó đáng chú ý là Lê Văn Tuấn, cựu kiểm toán viên của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và kế toán Hà Nội CPA Hà Nội. Lê Văn Tuấn, một trong số các bị cáo, bác bỏ những cáo buộc từ tòa án đối với mình trong phiên xét hỏi. Lê Văn Tuấn khẳng định mình chỉ là cộng tác viên của công ty và không tham gia vào các hoạt động kiểm toán hay ban hành báo cáo tài chính của Faros trong giai đoạn 2014-2015. Ông cho biết lời khai nhận tội của mình trong giai đoạn điều tra là do áp lực từ ông Nguyễn Ngọc Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Nguyên Tổng Giám đốc CPA Hà Nội. Tại tòa, ông Tuấn Lý giải rằng số tiền 20 triệu đồng mà ông đã nộp lại là phần thưởng 20% trong 100 triệu mà CPA thu được từ hợp đồng kiểm toán với Farod. Do đó, bị cáo mới nộp lại số tiền đó, chứ không nộp để khắc phục hậu quả cho tội danh của mình vì bị cáo thấy mình không có tội. Khi hội đồng xét xử hỏi, số tiền 100 triệu đã được CPA nộp đủ, vậy bị cáo muốn nhận lại không? Ông Tuấn đáp, bị cáo xin được nhận lại. Theo cáo buộc, ông Tuấn được xác định chịu trách nhiệm trực tiếp thu thập hồ sơ tài liệu để đánh giá kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo các báo cáo tài chính của công ty Faros, được Nguyễn Ngọc Tỉnh phân công trực tiếp thực hiện cuộc kiểm toán tại công ty Faros. Tuy nhiên, Lê Văn Tuấn không thu thập đầy đủ bằng chứng xác thực về vốn góp, sử dụng vốn góp và khả năng thu hồi các khoản ủy thác đầu tư của công ty Faros, nhưng vốn thực vẫn ký các báo cáo tài chính kiểm toán chấp nhận toàn phần với góp của công ty Faros là 4.300 tỷ đồng tại báo cáo tài chính kiểm toán số 122. Ngày 31 tháng 5 năm 2016, báo cáo tài chính kiểm toán số 123 ngày 31 tháng 5 năm 2016, báo cáo tài chính kiểm toán số 120 ngày 30 tháng 5 năm 2016 trái pháp luật hành vi của Lê Văn Tuấn đã giúp hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, giúp Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Sau phần xét hỏi bị cáo Lê Văn Tuấn, hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo tỉnh lên bục khai để đối chất. Đối đáp lại các ý kiến trên, tỉnh bác bỏ những cáo buộc của bị cáo Tuấn. Bị cáo tỉnh khai, bị cáo không hề gây sức ép một tí nào cho anh Tuấn trong chuyện có kiểm toán, ký báo cáo hay ép phải tham gia công ty nếu không sẽ dọa cho nghỉ việc. Đồng thời, bị cáo tỉnh cũng phủ nhận việc hướng dẫn bị cáo Tuấn khai báo trước khi làm việc với cơ quan công an và việc đưa văn bản của C01 cho Tuấn là theo yêu cầu của bị cáo Tuấn. Bị cáo tỉnh giải thích thêm, khi bị cáo làm việc với C01, điều tra viên cho rằng lĩnh vực kiểm toán khó hiểu nên đưa bảng hỏi, yêu cầu về trả lời rồi nộp lại. Trong khi đó, bị cáo Tuấn không có chuyên môn sâu về kiểm toán, nên khi biết việc này đã xin một bản để tham khảo. Hội đồng xét xử xem xét căn cứ lời khai của Nguyễn Ngọc Tỉnh, Nguyễn Thiện Phủ, Trần Thị Ninh, kiểm toán viên CPA Hà Nội và tài liệu, chứng cứ vụ án đều phù hợp với nhau thể hiện. Lê Văn Tuấn là kiểm toán viên, được phân công thực hiện 42 cuộc kiểm toán tại công ty Farod, trực tiếp ký các báo cáo kiểm toán nêu trên. Do đó, lời khai chối tội của Lê Văn Tuấn là không có căn cứ. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính khiếu kiện, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Người khởi kiện trong vụ việc này là ông Phạm Trương Lập, sinh năm 1984, trú thành phố Cam Danh và người bị kiện là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Danh. Theo đơn khởi kiện của ông Lập, ông Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1980 ở thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh là chủ sử dụng đất một số thửa đất tại xã Cam Phước Đông và phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh. Tháng 2 năm 2023, ông Thanh thuê ông Lập cải tạo, san ủi đất từ vị trí cao để san lấp mặt bằng cho vùng đất trũng. Sau khi ký hợp đồng với ông Thanh, ông Lập tiến hành đưa các phương tiện bao gồm 2 xe múc, 5 xe ben để múc đất, vận chuyển đất từ vị trí cao xuống đổ chỗ đất trũng thấp Đến tháng 3 năm 2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cam Danh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Cam Phước Đông lập biên bản vi phạm hành chính với lý do ông Phạm Trường Lập đã có hành vi khai thác khoáng sản, đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường, không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổng khối lượng khoáng sản là 250 mét khối. Trong tháng 3 năm 2023, Chủ tịch thành phố Cam Danh ban hành quyết định số 726 tạm giữ các phương tiện của ông Lập. Ông Lập có đơn phản đối việc lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng sau đó, Chủ tịch thành phố Cam Danh vẫn ban hành quyết định số 817 ngày mùng 10 tháng 4 năm 2023 xử phạt 45 triệu đồng vi phạm hành chính đối với ông Lập với hành vi khai thác khoáng sản, đất san lấp, làm vật liệu xây dựng thông thường, không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hình thức xử phạt bổ sung tịch thu phương tiện sử dụng vi phạm hành chính. Ông Lập tiếp tục khiếu nại nhưng Chủ tịch thành phố Cam Danh có quyết định 7552 ngày 28 tháng 7 năm 2023 giải quyết khiếu nại lần đầu theo hướng bác toàn bộ nội dung đơn khiếu nại, đồng thời giữ nguyên quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 817. Tại phiên tòa, đại diện luật sư của ông Phạm Trương Lập nêu quan điểm, các thửa đất mà ông Lập cho phương tiện múc, san ủi, vận chuyển đều thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Nguyễn Văn Thanh bản thân ông Lập chỉ là người được ông Thanh thuê để làm công việc. Đại diện luật sư của ông Phạm Trường Lập nêu quan điểm, như vậy nếu phải đăng ký và xin phép với cơ quan có thẩm quyền là chủ sử dụng đất, ông Nguyễn Văn Thanh, đồng thời ông Nguyễn Văn Thanh phải là người hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi thuê múc đất, san ủi mặt bằng tại các thửa đất của ông Thanh. Từ các cơ sở nói trên, vị luật sư đại diện đề nghị tòa tuyên hủy quyết định số 817 về việc xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hương Cam Danh tuyên hủy quyết định số 7552 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu, tuyên hủy quyết định số 726 về việc tạm giữ tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính, buộc trao trả toàn bộ các tài sản tạm giữ của ông Lập theo biên bản tạm giữ tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính. Qua các tài liệu trong vụ việc, Hội đồng xét xử nhận thấy có cơ sở xác định ông Thanh là người thuê ông Lập làm công việc, do đó ông Thanh phải chịu trách nhiệm pháp luật trên các thửa đất. Hội đồng xét xử cũng nêu quan điểm Chủ tịch cam danh xử phạt ông Lập là không đúng đối tượng. Vẫn theo hội đồng xét xử, hành vi san gạt mặt bằng nói trên được xác định là hủy hoại đất nếu có đủ yếu tố thì xử phạt hành chính. Từ các cơ sở nói trên, hội đồng xét xử tuyên hủy quyết định số 817, hủy quyết định số 7552, hủy quyết định số 726 về việc tạm giữ tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính, buộc Chủ tịch thành phố Cam Danh giao trả toàn bộ các tài sản tạm giữ.